mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục đón nhận những thảm họa thiên tai, những dị tượng kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử. Hôm qua, Trung Quốc lại đón nhận một tin cực xấu khi các nhà tiên tri nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục dính những trận đòn đau thương do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao ra tay trừng trị. Trời cao có mắt, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận nổi. Thứ nhất là thảm họa COVID-19, được cho là từ thử nghiệm của chính phủ Trung Quốc mà ra. Thứ hai, dưới lệnh của ông Tập Cận Bình, quân đội của Bắc Kinh vẫn ngang nhiên đi xâm chiếm Biển Đông, gây hấn với các nước nhằm mở rộng bờ cõi. Đây được cho là hành động vô cùng ngông cuồng và đáng bị trừng phạt. Nhiều người còn cho rằng chính vì chính quyền Trung Quốc luôn làm ra những chuyện như vậy nên thiên tai mới liên tục ập vào Trung Quốc. Kính thưa quý vị, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hôm qua thành phố Vũ Hán, một trong những thành phố sầm uất và sôi động bậc nhất của Trung Quốc, lại gánh chịu thêm một trận động đất và lũ quét kinh hoàng. Nơi đây đã từng xảy ra dịch bệnh COVID-19 đầu tiên trên thế giới vào tháng 12 năm 2019. Còn nhớ vào cuối năm 2019, khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, nhà nước Trung Quốc đã bưng bít thông tin này cho quốc tế biết, và chỉ 2 tháng sau, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc không khác gì một thành phố ma. Sau 5 tháng thì thành phố này đã khống chế được dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, 3 tháng trở lại đây mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục xảy ra ở thành phố này, khiến cho thành phố này tiếp tục chìm trong những ngày vô cùng thê lương. Hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam lại cho biết một trận động đất mạnh với cường độ 7,1 độ Richter, tâm chấn cách thành phố Vũ Hán khoảng 15 km và ở độ sâu 5 km dưới lòng đất. Cơn địa chấn đã vùi lấp toàn bộ một căn cứ quân sự, một sân bay quân sự của quân đội Bắc Kinh đặt địa điểm tại đây. Hiện tại, Trung tâm Cứu hộ Cứu nạn Khẩn cấp nhà nước Trung Quốc đang gấp rút bới tìm đống đổ nát để cứu vớt những người bị mắc kẹt và khắc phục hậu quả do trận động đất xảy ra. Tờ báo của Trung Quốc cho biết trận động đất trên đã tàn phá hơn 1.500 hectare cây trái hoa màu của người dân, khiến cho một con đê bao quanh con sông Dương Tử bị vỡ và bị ngập lụt. Tất cả những ngôi nhà cao tầng đã bị chìm trong biển nước lũ, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Suốt hơn 3 tháng vừa qua, mưa lũ càn quét Trung Quốc đến nay vẫn chưa chấm dứt, thì Trung Quốc lại tiếp tục nhận thêm một tin động trời vì những trận động đất, lũ quét, sạt lở liên tục xảy ra, khiến cho hàng triệu người dân của Trung Quốc hoang mang. Cảnh tượng như ngày tận thế, người ta cho đấy chính là điềm báo rất xấu đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi năm nay là một năm sao xấu của người lính lầu ông Tập Cận Bình. Các nhà tiên tri hay cậu bé sao hỏa, người mà lính từ nước Nga đã nói rằng cậu bé đang sống là sao hỏa, đã nhìn rõ những vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cậu bé nói rằng năm nay là một năm lụi tàn của chế độ ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, cũng liên quan tới tình hình đó, tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết ở tỉnh Vũ Hán còn xuất hiện một hồ nước này ban đêm phát ra những tiếng kêu tha thiết. Người ta không hiểu tiếng kêu này là tiếng kêu gì, nhưng rất nhiều người sợ hãi và nói rằng đó là oan hồn, và đây là một điều rùng rợn. Vào ban đêm thường ra những ánh sáng màu xanh, đỏ, tím, vàng như 7 sắc cầu vồng. Tờ báo còn cho biết những đoạn video và những hình ảnh nói rằng hồ nước trên là có ma. Tuy nhiên, rất nhiều người cho biết rằng thành phố Vũ Hán không có ma mới là lạ, bởi vì dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại thành phố này đã cướp đi hơn 3.000 sinh mạng. Các lò thiêu ở đây hoạt động hết công suất, làm cho môi trường ở thành phố Vũ Hán trở nên hết sức tồi tệ. Ngày trước, thành phố Vũ Hán chưa có dịch COVID-19 được cho là một thành phố sôi động, nhộn nhịp cả về kinh tế, chính trị, xã hội. Trung Quốc rất tự hào khi có thành phố Vũ Hán chứa con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nhưng ngày nay nó đang trở thành thành phố mà. Chúng tôi đã có một lần tới thăm con đập Tam Hiệp ở thành phố Vũ Hán. Chúng tôi biết rằng đây là một thành phố hết sức hiện đại, nhưng thật tiếc cho phía Trung Quốc khi thành phố này liên tục trong 5 tháng đầu năm 2023 dính liên tiếp dịch bệnh COVID-19, vỡ đê, vỡ đập động đất, sóng thần, lũ quét, vòi rồng và sạt lở. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất run sợ và ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng họ không biết phải làm sao. Cách tốt nhất để cho phía Trung Quốc không gặp những tai ương vạ gió, không gặp những kẻ điềm báo xấu, thì chính quyền của ông Tập Cận Bình nên đối xử tốt với cả các nước láng giềng, nhất là đối xử tốt với Việt Nam. Nhà tiên tri Vanga, một trong những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới, cho biết nếu như phía Trung Quốc còn đem quân đi gây hấn ở ngoài Biển Đông, còn đi kẻ vẽ đường lưỡi bò, hay còn gọi là con đường 9 vạn xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để chiếm 80 diện tích trên Biển Đông, thì trời và đất sẽ không bao giờ dung tha cho phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mới đây thì lũ lụt Hà Nam đã biến Thiếu Lâm Tự trở thành phiên bản đời thực của nước ngập. Kim Sơn Tự tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận mưa lớn,
hơn một chục thành phố bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiếu lâm tự nổi tiếng cũng bị nhấn chìm, xe ô tô ở khu thắng cảnh bị cuốn trôi, trang Vision Times cho hay. Theo báo cáo của các kênh truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực tại tỉnh Hà Nam. Năm trạm khí tượng cấp quốc gia là Tùng Sơn, Củng Nghĩa, Tân Mật, Yển Sư và Đăng Phong đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa trong 3 ngày liên tiếp. Khu danh thắng Thiếu Lâm tự đã ra thông báo khẩn tạm thời đóng cửa chùa. Dòng sông trước cổng chùa Thiếu Lâm cuộn sóng, dâng cao đến tận cổng núi. Trong chùa đã bị mất điện. Gần đây, cư dân mạng đã phát tán một đoạn video tiết lộ rằng chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, tỉnh Hà Nam đã bị một trận lũ hiếm gặp tấn công. Do lượng mưa lớn, các con sông gần đó bị ngập và đê vỡ ra. Toàn bộ chùa Thiếu Lâm bị ngập sâu từ 1m đến 2m. Sau trận lụt, chùa Thiếu Lâm như một đống đổ nát, tường sập, cổng bị hư hại. Toàn bộ chùa và sân vẫn chìm sâu trong lớp bùn vàng. Cư dân mạng đã thực hiện một video hé lộ cảnh tượng thê thảm của chùa Thiếu Lâm sau khi bị nước lũ tấn công. Toàn bộ chùa Thiếu Lâm chìm sâu trong lớp bùn vàng. Một số ngôi chùa bị nhấn chìm đến nỗi chỉ còn lại phần mái. Cổng chùa gần như bị lũ nhấn chìm hoàn toàn. Thậm chí có những tòa nhà sập hoàn toàn. Cổng lớn trong sân bị hỏng, mặt đất sụt lún, nghiêng ngả như sắp đổ. Sau khi chùa Thiếu Lâm bị lũ xói mòn, cảnh tượng khủng khiếp đến khó tin. Mọi người bất giác đặt câu hỏi về số tiền ngang khói hàng trăm triệu nhân dân tệ của Thiếu Lâm tự mỗi năm đã đi về đâu. Các kênh truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ chủ trì Thích Vĩnh Tín của chùa Thiếu Lâm tự đã thương mại hóa ngôi chùa, ngang nhiên kiếm bộn tiền. Theo thống kê, khoảng năm 2018, lượng khách đến chùa Thiếu Lâm đạt gần 2 triệu lượt, tính với giá vé 80 tệ, khoảng 280.000 Việt Nam đồng một người, thì trong một năm, chỉ riêng chùa Thiếu Lâm đã thu được 150 triệu tệ, khoảng 527 tỷ Việt Nam đồng. Trước những nghi vấn trên, trụ trì Thích Vĩnh Tín từng giải thích với công chúng phần lớn số tiền quyên góp đều được dùng để sửa chữa và bảo trì những công trình bị phá hủy của ngôi chùa. Nhưng liệu số tiền quyên góp đó có thực sự được sử dụng để sửa chữa ngôi chùa hay không? Ngay từ vài năm trước, một số cư dân mạng đã rộ lên thông tin rằng trụ trì Thích Vĩnh Tín có một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trinh nam nạm vàng trong số đồ đạc cá nhân của mình. Gỗ của cây trinh nam vốn rất đắt đỏ. Vào thời điểm đó, trị giá của chuỗi tràng hạt không dưới hàng chục triệu tệ và được ca ngợi là một trong những chuỗi tràng hạt đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2013, trụ trì Thích Vĩnh Tín cũng bị tiết lộ sở hữu một chiếc xe hơi Audi Q7 hạng sang. Năm 2015, một bức thư tố cáo trụ trì Thích Vĩnh Tín của chùa Thiếu Lâm đã xuất hiện trên Internet. Bài đăng đã trích dẫn một lượng lớn bằng chứng tố cáo các vấn đề đời tư của trụ trì Thích Vĩnh Tín như có vợ, nhiều tình nhân và con gái. Bài đăng cũng cáo buộc rằng trụ trì Thích Vĩnh Tín có hai thẻ căn cước, một thẻ sử dụng tên Thích Vĩnh Tín và thẻ còn lại sử dụng tên gốc của ông là Lưu Ứng Thành. Sau khi vụ bê bối trên của trụ trì Thích Vĩnh Tín bị phanh phui, truyền thông đại lục lại một lần nữa tiết lộ nội tình câu chuyện thương mại hóa ngôi chùa để kiếm tiền trục lợi. Theo báo cáo, trụ trì Thích Vĩnh Tín nắm giữ 80% cổ phần của công ty tài sản quan trọng nhất của Thiếu Lâm tự và còn sở hữu cổ phần của 7 công ty con khác. Ông Triệu Phác Sơ, cựu chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Cộng sản Trung Quốc, được thăng chức chủ trì của chùa Thiếu Lâm vào năm 1999. Ông đã giữ chức vụ trụ trì của ngôi chùa này trong 22 năm. Theo chỉ lệnh của ông Triệu Phác Sơ, ông Thích Vĩnh Tín thành lập Học viện Thư pháp và Tranh Thiếu Lâm và Công ty Điện ảnh và Truyền hình Thiếu Lâm tự với danh nghĩa thúc đẩy nghiên cứu văn hóa chùa Thiếu Lâm. Ông đã được DCST quy trao tặng danh hiệu chính thức là Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Hà Nam. Ông Thích Vĩnh Tín từng là phó đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân của DCST quy trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trung Quốc vào ngày hôm qua. Chuyến thăm chính thức này của ông đã khiến cho báo chí và truyền thông nước này không ngớt lời ca ngợi. Và một bài viết mới đây đã được đăng tải trên trang techforest2.cn đã cho thấy rất nhiều điều. Bài báo đã nêu ra 3 điều bất thường trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. Và từ bài báo này, chúng ta cũng nhận ra được rằng phía Trung Quốc đã thay đổi thái độ với Việt Nam. Tờ này viết, điều gì đã làm lần đầu tiên trong đời thì luôn có một ý nghĩa đặc biệt và việc làm đầu tiên của các chính trị gia đôi khi còn chứa nhiều thông tin hơn. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hút sự chú ý của toàn thế giới, ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng bước vào tình hình mới. Chiều ngày hôm qua, Tổng Bí thư của một nước láng giềng đã bay đến Bắc Kinh để thăm chính thức. Ông Lưu Kiến Xương, trưởng ban quốc tế Ủy ban Trung ương CPC đã đích thân chào ông tại sân bay. Đằng sau nghi thức phi thường đó là một cuộc viếng thăm từ một nhà lãnh đạo phi thường, ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Rõ ràng, đây không phải là một chuyến thăm bình thường. Điều quan trọng nhất là ba cái đầu tiên, hay đúng hơn là ba cái khác thường, báo Trung Quốc nêu. Thứ nhất, Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà chúng ta tiếp đón sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Thứ hai, đây là chuyến thăm đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu lại. Thứ ba, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài với nghi thức thăm chính thức trong 3 năm kể từ khi có dịch. Nếu bạn hiểu rõ về ngoại giao Trung Quốc, bạn sẽ thấy rằng trong 3 năm qua, hầu hết các nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm đó là thăm làm việc, nhưng thăm chính thức thì rõ ràng là khác. Thăm chính thức nghĩa là một tập hợp đầy đủ các nghi thức ngoại giao. Tại sao là Nguyễn Phú Trọng? Tờ này đã đặt câu hỏi. Tôi nghĩ rằng nó nên được nhìn nhận trong bối cảnh của những thay đổi lớn trên thế giới trong chưa đầy một thập kỷ. Đầu tiên, không cần phải nói, điều mà các chuyên gia liên quan đã nói với tôi là đây không chỉ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc tiếp đón sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà bí thư chúng tôi giới thiệu tình hình liên quan của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 với đích thân một nhà lãnh đạo nước ngoài. Đừng quên rằng Trung Quốc và Việt Nam hiện là hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất trên thế giới. Không nghi ngờ gì nữa, đây là lần đầu tiên Trung Quốc gửi tín hiệu tới Việt Nam. Quan hệ Trung Việt không tầm thường, bài báo nhận định. Cũng cần lưu ý rằng, nếu lần đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ra nước ngoài thường chọn Lào, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã không ra nước ngoài trong 2 năm qua, và lần đầu tiên ông chọn đó là Trung Quốc. Sau khi được bầu lại, đây là một tín hiệu mạnh mẽ. Thứ hai, mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng tốt đẹp, mối quan hệ vẫn đang nóng dần lên, chúng ta không cần phải trốn tránh nó. Trong vài thập kỷ qua, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam có nhiều thăng trầm, nhưng ít nhất trong những năm gần đây, với những nỗ lực chung của cấp lãnh đạo hai quốc gia, đặc biệt là sự tương tác chặt chẽ giữa hai tổng bí thư, quan hệ giữa hai nước đã đi đúng hướng. Tôi nhớ khi tổng bí thư của chúng tôi sang thăm Việt Nam vào năm 2017, hai người có ngoại giao ăn sáng, ngoại giao đi bộ, ngoại giao uống trà, nhiều tình tiết rất cảm động. Đặc biệt, Tổng Bí Thư nói về thế hệ lãnh đạo lớn tuổi của Trung Quốc và Việt Nam đã hết lòng vì dân, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam ngày càng khăng khít hơn. Về mặt kinh tế, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc. Nếu phạm vi giới hạn trong ASEAN, thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Sự phát triển gần đây của Việt Nam thực sự là rất ấn tượng. GDP Việt Nam đã tăng 8,83% trong quý 3 đầu tiên và 13,7% trong quý 3. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, nhưng cũng không thể tách rời quan hệ kinh tế hợp tác mạnh mẽ với Trung Quốc. Cần phải chỉ ra rằng một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự xoay chuyển trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là do giao lưu giữa các bên đã đóng góp vai trò quan trọng hàng đầu. Xét cho cùng, cả hai quốc gia đều do Đảng Cộng sản quản lý. Sự giao lưu thân thiết giữa các bên đã thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển. Vì vậy, lần này, Lưu Kiến Xương cũng ra sân bay đón. Thứ ba, Hoa Kỳ đang bất bình. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã tăng cường nhiều hoạt động khác nhau tại Việt Nam. Theo Hoa Kỳ, một bước quan trọng đột phá để Hoa Kỳ hình thành lại môi trường xung quanh Trung Quốc đó là Việt Nam. Do đó, việc thổi phồng các sự kiện khác nhau và gieo rắc mới bắt Hoa Kỳ giữa Trung Quốc và Việt Nam là điều mà Hoa Kỳ làm không ít năm gần đây. Làm thế nào và để làm gì? Trung Quốc nhìn thấy điều đó và Việt Nam cũng nhìn thấy điều đó. Chúng ta thấy rằng Việt Nam là quốc gia độc lập, có lợi ích quốc gia riêng và thực sự có tiếng nói khác nhau trong nội bộ Việt Nam về một số vấn đề với Trung Quốc. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng Việt Nam cũng rất rõ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia do Cộng sản lãnh đạo trong môi trường quốc tế hiện nay. Vì vậy, theo lời của một người bạn, mặc dù Việt Nam đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không đứng về phía nào, nhưng Việt Nam kiên định với chủ nghĩa xã hội và kiên quyết phản đối cuộc cách mạng màu. Và thực tế, quan điểm của Việt Nam đã rõ ràng. Vì vậy, chuyến thăm lần này của Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn tự nhiên. Cuối cùng, bạn nghĩ gì? Chỉ có 3 điều, báo Trung Quốc cho hay. Thứ nhất, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam thực sự đặc biệt, nếu không thì sau Đại hội 20 khép lại và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Trung Quốc ngay lập tức. Tất nhiên, nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm như vậy, nhưng việc mời Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên. Điều này cho thấy thái độ của chúng tôi. Tôi ước tính rằng chuyến thăm này chắc chắn sẽ có nhiều điều đặc biệt là rất đáng mong đợi. Trung Quốc và Việt Nam với tư cách là hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất trên thế giới, thực sự nên hợp tác và đoàn kết hơn nữa để đạt được 4 tốt. Thực sự đó là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Đối với Trung Quốc, đây là một điều tốt, còn đối với Việt Nam, đó không phải là một điều xấu.
Thứ hai, hãy tôn trọng Việt Nam, đừng có bơm đều và chê bai. Tôi biết điều đó vì nhiều lần trong quá khứ, một số bạn bè đã có những cảm nhận hơi trái chiều với Việt Nam. Trên không gian mạng không thiếu những lời bơm đều, chỉ trích hay Việt Nam phát triển tốt đến đâu thì cũng có những chê bai Việt Nam thế này thì khác, không nên phóng đại, nó chắc chắn là không đúng. Theo tôi, chúng ta phải tôn trọng Việt Nam, một nước láng giềng rất quan trọng của chúng ta. Và nói thẳng ra, Việt Nam là một trong những nước láng giềng có tiềm năng lớn nhất. Với sự cần cù của người Việt Nam và hệ thống xã hội chủ nghĩa giống chúng ta, tương lai Việt Nam sẽ là vô hạn. Thứ ba, chính sách ngoại giao mùa thu của Trung Quốc đã khởi động. Bây giờ là cuối mùa thu, lá đỏ đất nước phía Bắc đang nở rộ và chính sách ngoại giao mùa thu của Trung Quốc đã bắt đầu. Theo lộ trình, hiện tại ông Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên đến thăm Trung Quốc, tiếp theo là các nhà lãnh đạo nước ngoài như Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Tanzania Samia Hassan và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Xin lưu ý rằng đây không phải là một chuyến thăm làm việc, đó là một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Chúng ta thường mô tả một thời đại thịnh vượng thường bằng 64, những người ở gần là hạnh phúc và những người ở xa đang đến. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã đến thăm ngay lập tức. Điều này ít nhiều cho thấy rằng chúng ta có bạn bè trên thế giới, có những người bạn phương xa không kể hết. Chính sách ngoại giao Trung Quốc thực sự là một bộ, chắc chắn là V-League quốc gia của Trung Quốc khi có nhiều bạn bè và ít kẻ thù. Một vòng bằng loạt mở đầu, nhưng đoạn mở đầu chưa phải là cao trào. Các bạn thân mến, có thể thấy không còn những cụm từ chê bai nói xấu Việt Nam như là sói mắt trắng, vô ơn hay theo Mỹ chống Trung Quốc nữa. Truyền thông nước này đang liên tục lên tin khen người ở nước ta hết lời và cho rằng người dân Trung Quốc phải tôn trọng Việt Nam và thôi nghĩ xấu về nước ta. Trong mấy năm đọc báo tàu, chưa bao giờ các anh nhận thấy sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng cho dù họ có nói gì đi nữa thì Việt Nam vẫn độc lập và tự chủ, cây tre Việt Nam vẫn vươn mình lên mà thôi. Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận chung liên hợp trên biển năm 2022. Hôm nay, Trung Quốc và Nga chính thức khởi động cuộc tập trận chung liên hợp trên biển năm 2022 với chủ đề Liên hợp bảo vệ an ninh trên biển trong thời gian 7 ngày. Cuộc tập trận chung có sự tham gia của các tàu chiến hiện đại của lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga. Theo truyền thông Trung Quốc, người phát ngôn của lực lượng hải quân Trung Quốc Cao Tú Thành ngày hôm qua thông báo cho biết địa điểm tổ chức của tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga diễn ra trên biển phía đông nước này. Lực lượng hải quân thuộc chiến khu miền Bắc và miền Đông của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận. Về phía hải quân Trung Quốc có sự tham gia của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Bao Đầu và Tế Nam, tàu hộ vệ tên lửa Tân Châu và Diêm Thành, tàu tiếp tế tổng hợp Cao Bưu Hồ, tàu ngầm, máy bay cảnh báo cánh cố định, máy bay tuần tra chống ngầm, máy bay trực thăng. Về phía hải quân Nga có sự tham gia của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varag, tàu chống ngầm loại lớn Đô đốc Saposinov, các tàu hộ vệ Perfect và Ada, tàu tiếp tế Pachanga. Cuộc tập trận sẽ diễn ra dưới hình thức đối kháng giữa hai bên thông qua thực chiến và diễn tập bắn đạn thật. Đồng thời thiết lập các khoa mục như khống chế, kiểm tra, bắt giữ, liên hợp phòng thủ trên không, cứu nạn và chống tàu ngầm. Người phát ngôn lực lượng Hải quân Trung Quốc Cao Tú Thành cho biết thêm, mục đích của cuộc tập trận lần này thể hiện quyết tâm khả năng của Trung Quốc và Nga trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải, bảo vệ sự hòa bình, ổn định của quốc tế và khu vực, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Nga thời đại mới. Theo ông Cao Tú Thành, cuộc tập trận liên hợp trên biển giữa Trung Quốc và Nga bắt đầu từ năm 2012 và đã trở thành nền tảng hợp tác và kênh liên lạc ổn định, nâng cao sự tin cậy chiến lược, tình hữu nghị truyền thống và cải thiện năng lực hành động chung trên biển giữa hải quân hai nước. Cuộc tập trận chung liên hợp trên biển năm 2022 sẽ tăng cường hơn nữa tính thực chiến sáng tạo, củng cố kinh nghiệm và kết quả của 10 năm diễn tập chung trên biển giữa hải quân hai nước, thúc đẩy xây dựng cơ chế tuần tra chung trên biển, thúc đẩy đổi mới, phát triển hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga lên trình độ cao hơn, khởi điểm cao hơn. Cách đây 50 năm, B-52 được coi là siêu pháo đài bay bất khả xâm phạm. Nói về sức mạnh của B-52 thời điểm bấy giờ thì đúng như tên gọi bất khả xâm phạm. Chiến trường Việt Nam là nơi đầu tiên và duy nhất chứng kiến sự thất bại của B-52 cho đến tận thời điểm hiện tại. Giải mã B-52.
Năm 1952, hãng Boeing sản xuất một loại máy bay quân sự chiến lược và được thử nghiệm với tất cả các công năng. Do vậy, loại máy bay này có tên là B-52 và nó được quân đội Mỹ mệnh danh là siêu pháo đài bay chiến lược. B-52 có sải cánh dài 56,39m, dài 40,05m, cao 12,4m và được lắp đặt 8 động cơ. Mỗi lần cất cánh có thể mang theo trọng lượng tối đa 221,35 tấn. Mỗi chiếc B-52 có thể mang trong mình từ 100 đến 150 quả bom với trọng lượng trên 30 tấn và phát nổ trong thời gian từ 3 đến 10 giây. Vào thời điểm đó, B-52 là cụm từ khiến cả thế giới ớn lạnh bởi sức mạnh và sự hủy diệt của nó, và dường như B-52 là kẻ đi săn mồi bậc nhất. Bởi trên thế giới, từ khi nó xuất hiện tới năm 1972, chưa có một quân đội nào, một loại vũ khí nào có hy vọng làm tổn thương nó. B-52 cũng là loại vũ khí có sức công phá hủy diệt khủng khiếp. Trong một cuộc phỏng vấn với Trung Quốc, tướng Phạm Tuân với câu hỏi từ phóng viên, đối mặt với một loại khí tải tân tiến vào thời điểm đó được coi là tối tân, thì lực lượng không quân Việt Nam gặp một áp lực rất lớn, và đó có phải là một nguyên nhân dẫn đến là phải đến tận giai đoạn cuối của chiến dịch 12 ngày đêm, Điện Biên Phủ trên không, không quân của chúng ta mới bắn rơi được máy bay B-52 của Mỹ, trong khi đó các lực lượng khác đã bắn hạ được B-52 rất nhiều không ạ? Trung tướng Phạm Tuân cho biết, có nhiều yếu tố, trước hết sau khi đánh thăm dò vào một số địa điểm và đặc biệt là cuộc ném bom vào Hải Phòng, thì Mỹ thấy chúng ta bắn nhiều tên lửa nhưng mà chưa rơi được B-52. Thế còn không quân thì cũng đã tiếp cận và bắn bị thương B-52 cuối năm 1971. Và từ đó Mỹ đánh giá là lực lượng không quân của chúng ta có khả năng tiếp cận để bắn được B-52. Nên là chúng tập trung rất là mạnh, kể cả đánh vào sân bay, kể cả đánh chặn không quân trên đường đi, rồi bảo vệ tiếp cận vào trong đội hình B-52, và đặc biệt là gây nhiễu rất mạnh, gây nhiễu từ B-52, từ các máy bay gây nhiễu ở vòng ngoài và từ máy bay F-4, máy bay F-105. Nghĩa là làm sao? Là bịt mắt radar của chúng ta, bịt mắt máy ngắm của không quân và đánh cho không quân không cất cánh được. Đấy là Mỹ đánh giá như thế. Chính vì vậy, bước vào cuộc chiến tranh thì không quân chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà phòng không lại có cơ hội để tập đánh được B-52 ngay từ trận đầu tiên. Chúng tôi và tôi cũng là phi công cất cánh ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng mà suốt 7 ngày sau đó, cho đến ngày 24 tháng 12, chúng ta không đánh được, không thể dẫn đường không quân chúng ta tiếp cận một B-52. Tuy nhiên, chúng ta xông vào đội hình của địch và phá tan đội hình gây nhiễu của địch để làm giảm gây nhiễu, để cho tên lửa đánh, nhưng không quân chúng ta không thể phát hiện được B-52. Khó khăn như vậy, đồng thời trong mấy đêm như vậy, chúng tôi có tới 5 phi công phải hạ cánh xuống đường băng và đâm vào hố bom làm hỏng máy bay. Một phi công phải nhảy dù mà chúng ta không bắt được chiếc nào cả. Thậm chí lúc đó không còn đường băng mà cất cánh nữa. Chúng tôi phải cất cánh bằng biện pháp cuối cùng là đeo thêm 2 quả tên lửa bổ trợ để máy bay cất cánh ở đường rất ngắn, còn về hạ cánh tính sau, rồi cất cánh ở trong những đường lăn, nghĩa là chúng ta khó khăn lắm mới đưa được một phi công lên trời, nhưng chúng ta không bắn được. Đấy, tôi muốn nói rằng lực lượng của chúng ta đã nhỏ rồi, hệ thống sân bay của chúng ta không nhiều rồi, nhưng địch lại nhắm mục tiêu của nó là chặn không quân, nên không quân của chúng ta rất khó khăn. Nhưng rất may, chỉ trong một tuần thôi, chúng ta đã phát hiện ra điểm sơ hở của địch, đó là nó chỉ gây nhiễu về phía trước, nó không gây nhiễu hai bên sườn và đằng sau được. Từ đó, chúng ta đưa các radar và sở chỉ huy ra vòng ngoài như Thanh Hóa, Mộc Châu. Chúng ta bí mật đưa máy bay đến những sân bay mà địch không nghĩ rằng chúng ta cất cánh ở đó. Thứ ba là không quân, phi công lên trời đã chủ động tích lũy tốc độ và độ cao, và đặc biệt là không dùng radar nữa. Mỹ nhiễu radar chúng ta đánh bằng mắt, tuy nhiên rất khó và rất nguy hiểm, nhưng ba cái yếu tố đó chính là cái trí tuệ của chúng ta phát hiện ra, và chúng ta đã nhanh chóng thay đổi. Và chính cái thay đổi đó mà đêm ngày 27 tháng 12, tôi là người đầu tiên thực hiện cái ý đồ đó và đã phát hiện được B-52, sở chỉ huy dẫn rất tốt và không quân chúng ta tiếp cận và bắn được B-52. Vậy những khó khăn và áp lực đến với lực lượng không quân Việt Nam ở thời điểm đó là rất lớn, không chỉ là áp lực từ bên ngoài mà còn chính là áp lực từ bên trong. Thế nhưng, để Trung tướng Phạm Tuân cùng chiếc MiG-21 mang số hiệu 5121 đã trở thành người đầu tiên bắn hạ được B-52 trên bầu trời vào đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972 và đã trở về an toàn. Trong giây phút bắn hạ được B-52 vào 50 năm trước, Trung tướng có cảm xúc như thế nào? Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ, sau khi tôi bắn rơi B-52 và được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện xuống chúc mừng không quân đã bắn được B-52,
Tôi phấn khởi vô cùng. Phấn khởi không phải là vì tôi là có thành tích bắn được B-52, mà phấn khởi là không quân đã bắn được B-52. Suốt giai đoạn đầu của chiến dịch áp lực lớn vô cùng, cả một đội ngũ, một phi đội bay đêm chuẩn bị bao nhiêu năm mà 7-8 ngày đánh nhau không bắn được B-52. Đặc biệt các lực lượng khác đều bắn rơi cả pháo cao xạ, bắn rơi cả pháo tầm cao, bắn rơi tên lửa mà không quân chưa bắn được B-52. Đây là một lực lượng mạnh nhất, thế nên áp lực đối với phi công chúng tôi vô cùng lớn. Chúng tôi lo lắng lắm và không sợ là hy sinh, không sợ gian khổ mà chỉ sợ là không bắn được B-52. Cấp trên luôn luôn gặp và dặn chúng tôi là các đồng chí cứ chờ đấy, khi nào có nhiệm vụ thì các đồng chí làm và chỉ sợ các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ thôi, chứ còn không lo là không có nhiệm vụ. Đúng lúc bấy giờ khi nhận được nhiệm vụ đánh B-52 thì chúng ta lại chưa đánh được và trận đầu của tôi bắn được vào B-52 đã giải tỏa được tâm lý. Không phải cho tôi đâu mà cho tất cả đội ngũ phi công và kể cả lãnh đạo chỉ huy nữa. Lúc bấy giờ cả đơn vị mừng lắm và tiếp sau, đêm hôm sau thì anh Vũ Xuân Thiều lại bắn được chiếc B-52 tiếp theo. Nghĩa là chúng ta đã nghiên cứu mở ra một khả năng mới để không quân chúng ta tiếp cận đánh được B-52. Nhưng thời gian chiến dịch rất may mắn đã kết thúc. Chứ nếu còn nữa chắc rằng chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp tục để hoàn thành được các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Vậy lần đầu tiên Trung tướng bắn hạ B-52 đã là một nguồn động lực, cũng là một sự cổ vũ tinh thần rất to lớn đối với cả phi đội. Để sau đó lập thêm càng nhiều chiến công, Trung tướng từng nói rằng bắn hạ được pháo đài B-52 của Mỹ thì 80% là may mắn. Nhưng may mắn ở đây có nghĩa là hợp thời cơ, nghĩa là có thời cơ, là ta chớp được thời cơ. Vậy Trung tướng có thể lý giải rõ hơn về may mắn này. Trung tướng Phạm Tuân cho biết, đúng tôi là vẫn nói tôi là may mắn. May mắn mình được cho vào đơn vị, một tập thể là chuyên tập luyện để đánh B-52 và khi đó không ai muốn có chiến tranh đâu. Nhưng khi chiến tranh xảy ra thì B-52 vào, tôi cũng là người may mắn được cấp trên giao nhiệm vụ cất cánh ngay từ đêm đầu tiên đánh B-52. Mình tự hào lắm chứ. Mình tự hào là mình đã được cấp trên tín nhiệm và giao nhiệm vụ cho mình. Đấy cũng là cái rất may mắn cho cuộc đời tôi. Thế rồi sau khi chúng ta chấn chỉnh lại, bố trí lực lượng, bố trí các máy bay, các sân bay và sự hiệp đồng của các sở chỉ huy để dẫn dắt và tôi lại là người đầu tiên được thực hiện nhiệm vụ đó. Được thực hiện cất cánh từ sân bay bí mật. Rất may mắn là các sở chỉ huy phát hiện được rất tốt, chỉ huy cho tôi từng ly từng tí cho đến lúc tôi ấn cò phóng tên lửa bắn rơi B-52 và đến lúc bay về hạ cánh. Nghĩa là trong trận chiến đấu đó có rất nhiều tình tiết, có rất nhiều tình huống, nhưng mình may mắn là được cả một tập thể to lớn như thế, từ dẫn đường, từ chỉ huy đưa mình vào được vị trí tốt để mình có thể phát huy khả năng của mình. Nên tôi nghĩ tôi rất là may mắn. Tất nhiên cái may mắn ở đây tôi muốn nói là thời cơ đến và tôi cùng đồng chí, đồng đội của mình đã chớp được thời cơ đó để chúng ta biến nó thành hiện thực. Đấy là điều may mắn. Chứ không phải cứ ngồi chờ không, anh không có bản lĩnh, anh không làm gì cả thì chắc chắn may mắn không thể đến với anh được. Trung Quốc và Singapore sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trong năm 2023. Thưa quý vị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm vừa qua đã gặp người đồng cấp Singapore Eng Hen tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung lục quân và hải quân vào năm 2023. Phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Eng Hen, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Hiển Long vừa tổ chức cuộc gặp tại Thái Lan. Ông khẳng định dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo hai nước, quan hệ Trung Quốc và Singapore đã đạt đến tầm cao mới của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện tiến lên cùng với thời đại và trở thành hình mẫu của hợp tác khu vực. Theo ông, hiện nay tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định nhưng vẫn còn lo ngại. Hai bên cần tăng cường liên lạc chiến lược, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định khu vực. Ông mong muốn quân đội hai nước sẽ thắt chặt hơn nữa trao đổi cấp cao, nâng cao trình độ tập trận và huấn luyện chung, thúc đẩy đào tạo nhân lực, tăng cường hợp tác an ninh đa phương nhằm đưa quan hệ giữa quân đội hai nước lên tầm cao mới. Về phần mình, theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết nước này coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước, sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc thực hiện tốt đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực như tập trận và huấn luyện chung giữa các quân chủng, không ngừng nâng cao trình độ quan hệ giữa quân đội hai bên, đóng góp lớn hơn vào việc duy trì ổn định vào khu vực. Hai bên nhất trí đẩy nhanh việc thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng và tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung lục quân và hải quân mang tên Hợp tác giữa Trung Quốc và Singapore vào năm 2023. Hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề Biển Đông.
cách đây 50 năm, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân thủ đô đã anh dũng chiến đấu, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của Mỹ, phá hoại miền Bắc Việt Nam và đóng góp không nhỏ lập nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, là sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Đảng, Nhà nước và quân đội. Nơi tôi đang đứng là nơi những hồi còi đầu tiên báo động máy bay B-52 của Mỹ ném bom Hà Nội và cũng là nơi những chỉ đạo tác chiến pháo đài bay đã được phát đi, đó là hầm chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu, còn được gọi là hầm T1 dưới chân thành Thăng Long. Bây giờ, xin mời quý vị khán giả hãy cùng tôi khám phá nơi đầu não chỉ huy của trận Điện Biên Phủ trên không. Thưa quý vị và các bạn, công trình này có yêu cầu thiết kế rất cao bởi lẽ phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của chỉ huy, cũng như đảm bảo thông tin chỉ đạo được thông suốt đến toàn quân. Trong hầm T1 có thiết kế 3 phòng, phòng trực ban tác chiến, phòng giao ban tác chiến và phòng thông hơi lọc độc. Nơi tôi đang có mặt là tại phòng giao ban tác chiến. Phòng giao ban tác chiến rộng khoảng 20m², là chỗ làm việc của trực ban trưởng. Đây cũng là nơi các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội đến làm việc, chỉ huy trong suốt hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ. Nằm sâu dưới lòng đất, không thể tránh khỏi tình trạng hầm nóng, thiếu oxy. Hầm T1 cần có hệ thống lọc và hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên biệt để đảm bảo cho cán bộ lãnh đạo, cũng như đảm bảo cho thông tin được thông suốt đến từng đơn vị, từng tỉnh, từng khu vực. Tôi đang đứng cạnh hệ thống lọc độc trong hầm T1 và trong căn phòng chỉ 10m² thôi nhưng có vai trò vô cùng quan trọng. Phòng thông hơi lọc độc lọc sạch, thông gió tự nhiên là phòng đặt trang thiết bị động cơ rộng 10m². Đây là nơi vận hành hệ thống lọc hơi, lọc độc làm mát, điện đàm, đảm bảo kỹ thuật cho 28 máy điện thoại trong hầm liên lạc thông suốt và kiếp trực ban khoảng 10 người hoạt động suốt ngày đêm. Hiện chiếm không gian lớn nhất trong hầm T1 chính là phòng trực ban tác chiến và tại đây các kíp trực làm việc 24/24 giờ. Phòng trực ban tác chiến rộng 43m² là nơi làm việc 24/24 giờ của kíp trực ban tác chiến do Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu đảm nhiệm. Có nhiệm vụ trực tiếp trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người gọi, hỏi, theo dõi tình hình bảo vệ miền Bắc, trên bộ, trên biển, trên không và chiến sự trên các chiến trường Đông Dương, B miền Nam, C Lào và cả Campuchia. Đây là công trình giữ vai trò đặc biệt quan trọng thuộc cơ quan quân sự tối cao của Đảng và Nhà nước. Tại đây, các cán bộ cấp cao đã chỉ huy nhiều mặt trận, đánh thắng nhiều trận chiến bảo vệ Hà Nội, bảo vệ miền Bắc trong các cuộc tấn công phá hoại của Mỹ. Kíp trực ban tác chiến làm việc 24/24 giờ có nhiệm vụ nắm chắc tình hình quân địch và cả lực lượng của ta, diễn biến chiến đấu để đề xuất cách giải quyết các tình huống lên cấp trên. Kíp trực truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên đến các quân binh chủng, quân khu, quân đoàn, đảm bảo hoàn thành cả 3 nhiệm vụ đánh máy bay địch, nhất là B-52, công tác phòng không nhân dân và công tác giao thông vận tải, chi viện chiến trường. Đặc biệt, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, hầm chỉ huy tác chiến cùng một lúc thực hiện 3 nhiệm vụ lớn, chỉ huy bắn rơi nhiều máy bay, đảm bảo giao thông chi viện cho miền Nam và tổ chức báo động phòng không nhân dân. Chính tại căn hầm này đã phát ra những hồi còi đầu tiên báo động phòng không trên toàn thành phố Hà Nội khi máy bay Mỹ tiến vào bắn phá thủ đô, để người dân vào hầm trú ẩn trước 35 phút, các đơn vị vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Tính từ sau năm 1975, hầm T1 gần như ngưng hoạt động. Tuy nhiên, đến năm 2012, hầm đã được tu sửa và 5 năm sau được mở cửa đón khách tham quan. Năm 2022, một sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, hầm T1 đã được Trung tâm Bảo tồn Thăng Long áp dụng công nghệ 3D mapping để tái hiện lại toàn cảnh hầm T1 trong đêm bão lửa. Hệ thống 3D mapping diễn giải câu chuyện và không khí làm việc dưới hầm T1 trong ngày đầu tiên Mỹ đưa B-52 ra đánh Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là thời khắc máy bay B-52 đầu tiên bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội trong đêm mở màn chiến dịch, tạo ấn tượng và cảm xúc đặc biệt cho khách tham quan. Ngược dòng lịch sử, hầm chỉ huy tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, hầm T1 được khởi công xây dựng vào cuối năm 1964, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1965 do Trung đoàn 259, Cục Công binh đảm nhiệm ngay từ những ngày đầu Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Hầm chỉ huy T1 nằm bên trong khuôn viên trung tâm Hoàng Thành Thăng Long với hai lối ra vào. Hầm T1 nằm ở phía Tây, liền kề ngôi nhà cục tác chiến, có kết cấu như một cộng sự nửa nổi nửa chìm.
3/4 chìm dưới lòng đất, chỉ có nóc hầm nhô lên bên trên bằng bê tông nguyên khối với 3 lớp, 2 lớp bê tông và 1 lớp đệm cát ở giữa. Qua lớp cửa nặng bên ngoài phòng chống sóng áp lực nguyên tử là lớp cửa nhẹ bên trong, kín và có thể phòng chống tia phóng xạ, hơi độc. Hầm cũng có hệ thống thông hơi, lọc độc, hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng quạt thổi hơi nước lạnh từ bên ngoài vào. Với kết cấu vững chắc và trang thiết bị hiện đại, lúc bấy giờ hầm có thể chịu được bom tấn, tên lửa, phòng chống được bom nguyên tử, bom hóa học. Tới tham quan hầm T1, du khách có thể trực tiếp xem những hiện vật lịch sử, những chứng nhận của một thời huy hoàng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có thể nói căn hầm T1 như một nhân chứng lịch sử trong suốt 12 ngày đêm đánh B-52 trên bầu trời Hà Nội, và những hiện vật đang được lưu giữ và bảo quản rất tốt trong hầm T1 như đang đưa chúng ta ngược dòng lịch sử trở về những ngày tháng hoa lửa của cha ông ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong chuyến hành trình ngược dòng thời gian ngày hôm nay. Trung Quốc nói Hoa Kỳ và Việt Nam đang có một mưu đồ lớn bán vũ khí và bồi lấp đảo ở Trường Sa. Các bạn thân mến, vừa qua trên trang Taobao của Trung Quốc đã cho đăng một bài viết nói về hành động mua vũ khí từ Hoa Kỳ và liên tục bồi lấp đảo của Việt Nam. Bài báo này cho rằng việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Việt Nam hay Việt Nam đang bồi lấp đảo đang có một âm mưu to lớn và hai nước đang âm thầm thực hiện. Vậy âm mưu của Việt Nam và Hoa Kỳ là gì theo cách nghĩ phiến diện của báo Trung Quốc? Sau đây tin mới sẽ dịch lại bài viết này để cho các bạn tham khảo thêm. Lưu ý rằng trong bài viết chúng ta sẽ được nghe những cụm từ kiểu như Việt Nam chiếm đảo của Trung Quốc, Biển Đông là của Trung Quốc và nhiều thông tin sai lệch vô căn cứ khác. Bài viết trên báo Trung Quốc có tiêu đề Việt Nam âm thầm bồi lấp 220 hectare đảo, tăng cường mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Việt Nam có mưu đồ gì? Tờ báo này cho hay, trong khi Trung Quốc đang chú ý đến tranh chấp biên giới phía Tây với Ấn Độ, thì Việt Nam đang âm thầm bồi lấp trên các đảo ở Biển Đông nước ta. Gần đây, theo báo cáo mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ công bố, các tiền đồn cỡ trung bình của Việt Nam trên các đảo và dạng san hô như đảo Phan Vinh, đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca ở Biển Nam nước tôi đang phải trải qua quá trình các dự án mở rộng quy mô lớn, chủ yếu thông qua nạo vét và các dự án chôn lấp để mở rộng diện tích các đảo và dạng san hô. Rõ ràng, cách tiếp cận của Việt Nam là củng cố hơn nữa khả năng phòng thủ của các đảo, bãi đá ngầm này. Bởi xét cho cùng, diện tích các đảo, bãi đá ngầm càng lớn thì việc triển khai binh lính và khí tài quân sự càng dễ dàng. Những gì Việt Nam đã và đang làm, củng cố yêu sách của mình ở vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và tăng cường sự hiện diện ở quần đảo Trường Sa. Theo báo cáo do Hoa Kỳ đưa ra, tốc độ cải tạo đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa tiếp tục tăng tốc. Trong nửa cuối năm, khoảng 170 hectare đất đã được tạo ra, được sử dụng để mở rộng tiền đồn trên các đảo và xây dựng bến cảng và có khả năng tiếp nhận tàu lớn. Điều đáng nói là trong 10 năm qua, Việt Nam đã khai hoang tổng diện tích 220 hectare tại các đảo và bãi đá âm bị chiếm đóng. Có thể thấy Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ và diện tích cải tạo, rõ ràng là nhằm tăng cường kiểm soát đối với các đảo bãi đá ngầm trên Biển Đông của nước ta. Chúng ta phải biết rằng, theo dữ liệu liên quan, trong số 51 hòn đảo và dạng san hô chính của quần đảo Nam Sa, có tới 29 hòn đảo nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Việt Nam. Và một thông tin đáng được chúng ta quan tâm hơn nữa đó là hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Các nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Hoa Kỳ như Lockheed Martin, Boeing và Raytheon đã gặp Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam trong cuộc triển lãm thiết bị quân sự lớn nhất tại Việt Nam vào tuần trước, Reuters đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn từ các nguồn tin. Hai bên đã thảo luận về việc cung cấp các loại vũ khí phi sát thương như máy bay trực thăng, máy bay không người lái và radar cho Việt Nam, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán có hy vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các bên phải biết rằng Việt Nam luôn buôn bán vũ khí với Nga và Việt Nam sẽ đến mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Giờ đây Việt Nam và Hoa Kỳ phải đạt được sự hợp tác trong giao dịch mua bán vũ khí. Rõ ràng là Việt Nam có ý định sử dụng chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ để thực hiện việc quân sự hóa của mình. Bạn phải biết rằng năm 2016 Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí đối với Việt Nam. Điều này cũng tạo cơ hội cho Việt Nam mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đã nhập khẩu vũ khí phi sát thương như một số tàu tuần tra biển, máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Nay Việt Nam muốn tăng cường mua sắm vũ khí từ Hoa Kỳ. Rõ ràng, Việt Nam muốn cải thiện trang thiết bị quân sự cho khả năng trinh sát trên không và trên biển ở Biển Đông. Việt Nam muốn sử dụng các thiết bị này ở Biển Đông để đạt được sự kiểm soát hơn nữa đối với các đảo và dạng san hô ở Biển Đông.
Xét cho cùng, Việt Nam hy vọng rằng 29 hòn đảo và rạn san hô mà họ chiếm giữ có thể được bình thường hóa lâu dài và cuối cùng sẽ được thế giới công nhận quyền sở hữu lâu dài của Việt Nam. Đối với các đảo và rạn san hô này, Việt Nam đã mở rộng đáng kể các dự án cải tạo đất ở quần đảo Trường Sa trong nửa cuối năm nay để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình đối với các vùng biển tranh chấp. Theo một báo cáo được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một cơ quan cố vấn của Washington cho hay, so với hoạt động cải tạo 3.200 ha của Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2016, hoạt động cải tạo đất mới của Việt Nam là nhỏ nhưng nó lớn hơn nhiều so với các hoạt động mở rộng trước đó. Điều này cho thấy Việt Nam đã thực hiện các bước để củng cố yêu sách về chủ quyền của mình. Báo cáo cho biết người Việt Nam mua vũ khí từ Hoa Kỳ chủ yếu nhằm cải thiện khả năng giám sát trên không và trên biển ở Biển Đông, thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào kho vũ khí do Nga sản xuất. Nếu những vũ khí này có thể được sử dụng trên các đảo và bãi đá ngầm mở rộng của Việt Nam, rõ ràng sẽ cải thiện khả năng của Việt Nam trong việc kiểm soát các đảo, bãi đá ngầm này ở Biển Đông. Hoa Kỳ sẵn sàng bán vũ khí cho Việt Nam vì họ đương nhiên hy vọng Việt Nam sẽ mang vũ khí này tham chiến với Trung Quốc ở Biển Đông. Mục đích của Hoa Kỳ là rất rõ ràng, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào việc Việt Nam có trở thành con tốt thí của Hoa Kỳ và trở thành một con tốt thí để khiêu khích Trung Quốc hay không. Nhưng Hoa Kỳ phải bán số vũ khí này cho Việt Nam để Việt Nam càng có tự tin khiêu khích. Mặt khác, việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Việt Nam có thể bóp nghẹt thị phần vũ khí toàn cầu của Nga và ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tạo thu nhập chính của Nga. Điều mà Hoa Kỳ hy vọng nhất đó là giành lấy thị trường vũ khí của Nga, đồng thời cho phép các đại lý vũ khí Hoa Kỳ kiếm được nhiều tiền, miễn là các đại lý vũ khí Hoa Kỳ có thể mở rộng thị trường ở Việt Nam. Hơn nữa, Hoa Kỳ có thể siết chặt không gian thị trường Nga. Nói tóm lại, đối với Hoa Kỳ, miễn là có thể đáp ứng các khâu. Hoa Kỳ phải tìm cách gây rắc rối cho Trung Quốc, mặc dù Việt Nam nói chung tương đối bình tĩnh trước Trung Quốc và không chủ động khiêu khích trong vấn đề Biển Đông. Nhưng trước thực tế, Việt Nam đã ngấm ngầm gia tăng diện tích các đảo, bãi đá ngầm ở Biển Đông, rõ ràng là muốn chiếm các đảo Biển Đông và rạn san hô của nước ta trong thời gian dài. Hơn nữa, Việt Nam muốn mua vũ khí Hoa Kỳ là muốn tăng cường kiểm soát các đảo, bãi đá ngầm để kéo dài thời gian chiếm đóng. Tuy nhiên, những hành động nhỏ này của Việt Nam sẽ không làm thay đổi chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc và Việt Nam chỉ đang tạm thời xây dựng một số công trình trên các đảo, bãi đá ngầm này. Nhất định một ngày nào đó, giải phóng quân nhân dân sẽ lấy lại toàn bộ các đảo và bãi đá ngầm này. Các bạn thân mến, nhất định một ngày nào đó, giải phóng quân Trung Quốc sẽ chiếm lại những hòn đảo mà Việt Nam đang sở hữu. Đó là một bình luận vô căn cứ của báo Trung Quốc mà Việt Nam cũng xin tuyên bố rằng nhất định đến một ngày nào đó, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ lấy lại toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc đừng hòng có thể chiếm mãi được. Theo báo Trung Quốc, Việt Nam đang âm thầm nâng cấp đảo mua vũ khí từ Hoa Kỳ để có thể triển khai lên những hòn đảo này, gây ra nguy hiểm cho Trung Quốc. Việc mua vũ khí Mỹ sẽ biến Việt Nam trở thành con tốt trong cuộc chiến Mỹ-Trung, có thể dẫn tới những cuộc xung đột không đáng có. Nhưng nói tóm lại, đảo của chúng tôi muốn nâng cấp, mở rộng, cải tạo gì đó là quyền của Việt Nam. Trung Quốc, Mỹ hay một nước nào khác không có quyền can thiệp vào hành động hợp pháp, hợp tình của Việt Nam được. Còn âm mưu của Việt Nam là gì á? Chúng tôi có âm mưu lớn là muốn cho biển đảo Việt Nam ngày càng to đẹp, muốn cho các chiến sĩ người dân sống trên đảo ngày càng có đầy đủ điều kiện, muốn giữ vững từng miền đất thiêng liêng của Tổ quốc. Âm mưu lớn có vậy thôi. Tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến khó lường đang làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Sự xuất hiện của Mỹ và các đồng minh ở đây đã ngăn cản đáng kể tham vọng bá quyền của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh vô cùng khó chịu. Khi Trung Quốc leo thang các hoạt động ở Biển Đông, Mỹ cũng gia tăng áp lực với Trung Quốc bằng những lời chỉ trích, lên án công khai cùng với các hoạt động quân sự. Mỹ liên tục cho các tàu chiến đến khu vực phạm vi 12 hải lý so với những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông để thách thức, đòi hỏi chủ quyền phi lý và tham lam của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cùng với Mỹ, các nước như Anh, Nhật Bản, Ấn Độ cũng đã có những động thái nhất định nhằm phản đối các đòi hỏi chủ quyền tham lam cũng như cách hành xử ngày một gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mới đây nhất, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ gây căng thẳng và phá hoại hòa bình, ổn định ở Biển Đông, trong khi Washington chỉ trích Bắc Kinh coi thường các nước khác trong khu vực. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã cáo buộc Mỹ tìm cách gây chia rẽ Manila và Bắc Kinh, đồng thời lên án các cáo buộc vô căn cứ từ phía Washington, cho rằng nước này đang tìm cách khởi động rắc rối ở Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng đôi khi những khác biệt và xung đột giữa các nước láng giềng là không thể tránh khỏi, nhưng các bên đều phải giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn. Tuy nhiên, theo phía Trung Quốc, Mỹ không ngừng can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông, gieo rắc bất hòa giữa các nước trong khu vực, gây căng thẳng và làm tổn hại tới hòa bình, ổn định khu vực. Những gì Mỹ đang thực hiện hoàn toàn không phải giúp đỡ bất kỳ bên nào một cách chân thành, mà chỉ để phục vụ lợi ích địa chính trị của họ, theo tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines.
Tuyên bố trên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm vừa qua bày tỏ quan ngại về sự gia tăng hiện diện của đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như một sự cố liên quan tới một mảnh tên lửa trôi nổi ở vùng biển này. Ông Ned Price nhận định hành động của Bắc Kinh phản ánh việc nước này tiếp tục coi thường các quốc gia khác ở Biển Đông cũng như những nước hoạt động hợp pháp trong khu vực. Bên cạnh đó, ông cũng tái khẳng định Mỹ luôn sát cánh cùng với Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được đảm bảo theo luật pháp quốc tế. Vào tuần trước, Philippines đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông tin về đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Philippines gửi công hàm phản đối một tàu hải cảnh của Trung Quốc mà theo phía Manila tố là đã tiếp cận, chặn đường và cắt dây kéo một mảnh tên lửa trôi nổi trên biển đang được một tàu Philippines lai dắt ở Biển Đông. Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng vật thể là một mảnh vỡ từ vỏ bảo vệ phần mũi của một con tàu vũ trụ do Bắc Kinh phóng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với những vùng rộng lớn ở Biển Đông, chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Hàng nghìn tỷ đô la thương mại chảy qua tuyến đường thủy này hàng năm, nơi cũng có các ngư trường và mỏ khí đốt phong phú. Hồi tháng 7 vừa qua, một quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng hành động khiêu khích với các nước liên quan khác trên Biển Đông, cho rằng hành vi gây hấn và vô trách nhiệm dẫn đến sự cố lớn sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Bà Jung Park, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS rằng những hành vi gây hấn của Trung Quốc với các nước liên quan khác trên Biển Đông và các nước có hoạt động hợp pháp ở khu vực này đang theo xu hướng đi lên. Bà Park nói rằng các máy bay Trung Quốc ngày càng can thiệp theo cách không an toàn vào hoạt động của máy bay Úc trên không phận quốc tế ở Biển Đông và chỉ trong mấy tháng vừa qua đã xảy ra 3 vụ Trung Quốc cản trở các hoạt động thăm dò tài nguyên và nghiên cứu biển của Philippines. Cũng phát biểu tại sự kiện này, ông Eli Raner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết đã xảy ra hàng chục vụ việc trong nửa đầu năm nay liên quan đến quân đội Trung Quốc ở Biển Đông. Tăng mạnh so với 5 năm qua, Bắc Kinh đang thử thách một cách hệ thống giới hạn quyết tâm tập thể của chúng ta, ông Raner nói. Theo quan điểm của tôi, hành động này thể hiện một trong những mối đe dọa đáng kể nhất đối với hòa bình và ổn định của khu vực hiện nay, bao gồm ở Biển Đông. Và nếu quân đội Trung Quốc tiếp tục kiểu này, sự cố lớn hoặc tai nạn lớn xảy ra ở khu vực sẽ chỉ là vấn đề thời gian, ông Ratner cảnh báo. Bắc Kinh có yêu sách phi lý với hầu hết khắp Biển Đông và bà Park gọi đó là bất hợp pháp. Bà nói rằng những hành động khiêu khích của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa những yêu sách đó góp phần gây ra mất ổn định khu vực, gây thiệt hại kinh tế cho các nước liên quan khác, làm suy yếu trật tự trên biển hiện có, đe dọa quyền và lợi ích của tất cả các nước đang dựa vào hoặc có hoạt động ở vùng biển quan trọng này. Bà Park khẳng định Washington có quan hệ rất phức tạp với Bắc Kinh và không phải đang cố chống chọi lại mọi thứ Trung Quốc đang làm ở Đông Nam Á và các nước đang phát triển khác. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nước có công cụ và sức mạnh cũng như có khả năng đứng lên giành quyền tự chủ và quyền ra quyết định của mình, bà nói. Có thể thấy căng thẳng Biển Đông vẫn tiếp tục là trò mèo vờn chuột giữa Trung Quốc và Mỹ. Hai bên đều nỗ lực phô trương cơ bắp, dằn mặt nhau thông qua từng đợt tập trận bắn đạn thật, điều tàu chiến tiêm kích chiến đấu đến các vùng biển tranh chấp theo lý lẽ riêng của mình. Thực tế, Trung Quốc đang mở rộng lãnh hải trái phép trên Biển Đông và đã khẳng định yêu sách chủ quyền với hơn 90% vùng biển và các thực thể ở Biển Đông thông qua đường chín đoạn hay còn được biết đến với tên gọi đường lưỡi bò. Đường chín đoạn vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS nghiêm trọng và vấp phải sự phản đối của nhiều nước Đông Nam Á. Để hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông đó, Trung Quốc đã cố ý thay đổi cách hiểu về lịch sử nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với vùng biển này. Trong đó có cái gọi là chiến thuật vùng xám đã được Trung Quốc áp dụng nhằm áp đặt những tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình. Song song, Trung Quốc đã tạo ra nhiều hòn đảo nhân tạo trên khắp khu vực này, sử dụng làm căn cứ quân sự và để củng cố các tuyên bố phi pháp của mình. Trung Quốc đang sử dụng lực lượng dân quân biển PALM, hạm đội đánh cá có vũ trang làm tác nhân vùng xám để khẳng định các yêu sách chủ quyền. Kể từ năm 2012, Trung Quốc bắt đầu tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám ở Biển Đông. Sự leo thang này bao gồm việc chiếm đóng bãi cạn Scarborough từ Philippines năm 2012, mở rộng xây đảo nhân tạo, tăng cường sử dụng hải cảnh và PALM ở Biển Đông. Chuyên gia Pauling nhấn mạnh tất cả những hành động này là hoàn toàn bất hợp pháp nếu xét theo UNCLOS năm 1982.
là thành viên của UNCLOS nhưng Trung Quốc lại đưa ra các tuyên bố vi phạm quyền của tàu thuyền, máy bay và công dân Mỹ, đồng thời đe dọa làm suy yếu luật pháp hàng hải quốc tế. Dĩ nhiên, Biển Đông được ví như siêu xa lộ hàng hải với các hoạt động giao thương hàng hóa tấp nập, do đó hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên trong khu vực là rất quan trọng. Để xây dựng sự quản trị hàng hải tốt, Mỹ đã liên tục thực hiện tự do hàng hải này để kìm chân bước tiến của Trung Quốc. Mỹ đã ứng phó bằng cách thực hiện nhiều hoạt động hơn trong khu vực. Các chiến dịch tự do hàng hải Phunop của Mỹ đã tăng từ con số 0 vào năm 2014 đến mức cao nhất mọi thời đại là 10 vào năm 2019. Hải quân Mỹ đang duy trì 60% hạm đội tàu ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thực hiện 3 sứ mệnh tác chiến tàu sân bay trong khu vực. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tuần duyên Mỹ sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuần duyên Mỹ sẵn sàng bắt tay với nhiều nước trong khu vực để đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đây được xem là một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc và chiến lược vùng xám mà Trung Quốc đang sử dụng để thúc đẩy yêu sách hàng hải vô lý trên Biển Đông. Với những diễn biến trên Biển Đông, căng thẳng giữa quân đội Mỹ Trung ở vùng biển chiến lược này sẽ tiếp tục gia tăng, trò chơi mèo vờn chuột chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Vấn đề ở chỗ dường như hai cường quốc quên mất Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam nên mọi hoạt động tại các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều phải có sự cho phép của Việt Nam. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bicrap T-6 Texan 2, máy bay huấn luyện mà Mỹ chuyển giao cho Việt Nam mạnh đến đâu? Thưa quý vị, sáng qua, trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, chuẩn tướng không quân Mỹ Sarah Rudd cho biết Mỹ dự định chuyển giao cho Việt Nam 12 máy bay huấn luyện T-6 trong giai đoạn 2024 đến năm 2027. 3 máy bay huấn luyện T-6 dự kiến được chuyển giao trong quý 1 năm 2024. 2-3 chiếc tiếp theo sẽ được giao vào cuối năm 2024. 6-7 máy bay còn lại được chuyển vào năm 2027. Bà Rudd cho biết, chuẩn tướng Rudd cũng nêu rõ Mỹ sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho các phi công Việt Nam, hỗ trợ huấn luyện công tác hậu cần an toàn bay và y học hàng không. Trước đó, Trang Jane đã đề cập đến chương trình hợp tác giữa không quân Mỹ với lực lượng không quân nhân dân Việt Nam, VPAP, liên quan đến việc Mỹ sẽ cung cấp máy bay huấn luyện hạng nhẹ cho Việt Nam. Tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương Mỹ Parkhurst, tướng Ken Wisbach cho biết lực lượng không quân Mỹ USAF đồng ý cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện tấn công hạng nhẹ Bicrap T-6 Texan 2. T-6A Texan 2 là máy bay huấn luyện sơ cấp một động cơ, hai chỗ ngồi được thiết kế để huấn luyện học viên không quân theo chương trình huấn luyện phi công sơ cấp chung, cung cấp các kỹ năng bay cơ bản phổ biến đối với phi công của không quân và hải quân Mỹ, là máy bay hạng nhẹ do công ty Raytheon Aircraft sản xuất. T-6A Texan là phiên bản huấn luyện quân sự loại Beat Pilatus PC-9 MK-2 của Raytheon. T-6A có hai ghế ngồi nối tiếp bậc thang trong buồng lái đơn, hai thành viên phi hành đoàn người trước người sau. Các vị trí của học viên và huấn luyện viên có thể hoán đổi cho nhau. Phi công cũng có thể điều khiển máy bay độc lập từ ghế trước. Các phi công và học viên vào buồng lái T-6A thông qua cửa vòm một mái che mở sang một bên. Kính cửa vòm một mái có khả năng chống lại những cuộc tấn công của chim ở tốc độ lên tới 270 hải lý một giờ, tương đương 500 km/h. Căn cứ không quân Laughlin ở Texas là cơ sở đào tạo phi công trung tâm lớn nhất không quân Mỹ. Đây là trung tâm đào tạo cơ bản. Các phi công không quân Mỹ bay lần đầu tiên được thực hành huấn luyện bay với máy bay T-6A Texan 2. T-6A có động cơ tuabin cánh quạt Pratt & Whitney Canada PT-6A-68 có công suất 1.100 mã lực do tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng tuyệt vời. Máy bay có thể thực hiện độ cao ban đầu đến 3.100 foot, tương đương 944,8m mỗi phút và có thể đạt độ cao lên đến 18 foot, 5.486,4m. Trong vòng chưa đầy 6 phút, máy bay hoàn toàn có thể thực hiện các kỹ năng nhào lộn trên không, có buồng lái điều áp, có ghế phóng và gói hệ thống điện tử hàng không tiên tiến với màn hình tinh thể lỏng, có thể đọc được thông tin dưới ánh sáng mặt trời. Trước khi được đặt tên chính thức, T-6A được xác định trong kế hoạch tổng thể về máy bay huấn luyện của Bộ Quốc phòng năm 1989 là thành phần bay của hệ thống máy bay huấn luyện cơ bản chung. Hệ thống bao gồm một bộ mô phỏng bay, thiết bị huấn luyện đào tạo và hệ thống quản lý đào tạo thích hợp.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, nước này và Trung Quốc sắp có cuộc tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã cử các tàu chiến đến biển Hoa Đông để tham gia cuộc tập trận hợp tác hàng hải năm 2022 với hải quân Trung Quốc từ ngày hôm qua đến cuối tháng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Nga, các tàu được Nga cử đi tập trận bao gồm tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Vatyak, tàu khu trục nguyên soái Saponikov và hai tàu hộ tống của hạm đội Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Trung Quốc có kế hoạch triển khai một số tàu chiến và một tàu ngầm cho cuộc tập trận. Cũng theo bộ này, máy bay của Nga và Trung Quốc cũng sẽ tham gia diễn tập. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hoạt động diễn tập nhằm tăng cường hợp tác hải quân chung cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, ít nhất 9 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc trước đó đã tiến vào Tây Thái Bình Dương thông qua các tuyến đường khác nhau. Tokyo cho biết trong số này có tàu sân bay Liêu Ninh và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tai 055 Thành Quan, tờ South Morning Post đưa tin. Hiện chưa thể xác định chắc chắn toàn bộ 9 tàu nói trên có tham gia cuộc tập trận sắp tới với Nga hay không, nhưng việc huy động năm nay dường như lớn hơn so với năm trước. Tuần trước, tàu Liêu Ninh được phát hiện đang đi từ biển Hoa Đông đến Tây Thái Bình Dương qua eo biển Miyako giữa đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản. Hộ tống tàu Liêu Ninh và các tàu khu trục Tai 055 103 An Sơn, tàu khu trục Tai 052D Thành Đô, tàu khu trục Tai 054A Tảo Trang và tàu tiếp tế Tai 091 Hồ Luân Hồ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu sân bay Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động cất và hạ cánh máy bay chiến đấu trên tàu. Trong khi đó, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Thành Quan được phát hiện đang di chuyển cùng với tàu khu trục Tai 052D Hải Phòng và tàu tiếp tế Tai 093A Thái Hồ đi qua eo biển Otsumi phía nam đảo Kyushu của Nhật Bản. Một tàu khu trục Tai 055 khác mang tên Vô Tích được phát hiện đang ở cách đảo Fukui của Nhật Bản khoảng 420 km về phía tây. Đi cùng với tàu Vô Tích là tàu khu trục lớp Shoremini Thái Châu. Trước đó, dưới sự dẫn đầu của tàu Tai 055 Nam Sương, 5 tàu của Hải quân Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận với 5 tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Hợp tác hàng hải 2022 là cuộc tuần tra chung đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga ở phía Tây Thái Bình Dương, được tổ chức ở biển Nhật Bản và xung quanh các đảo của Nhật. Các cuộc tập trận bao gồm các hoạt động chống tàu ngầm, giao cắt và diễn tập chung và sử dụng khí tài. Thưa quý vị, Biển Đông là khu vực biển quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa một số nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lĩnh vực quân sự, kinh tế và kiềm chế chiến lược. Khi xem xét lợi ích về chiến lược của Trung Quốc và cách hành xử của họ ở Biển Đông, cần đặt trong tổng thể chiến lược trỗi dậy hòa bình hay phát triển hòa bình của Trung Quốc, Biển Đông đang thực sự trở thành vũ đài cho sự chuyển động và tranh chấp quyền lực toàn cầu giữa các đại cường, trong đó hai nhân vật chủ chốt là một Trung Quốc đang lên và một siêu cường Mỹ đang đi xuống. Một số nhà nghiên cứu đã so sánh ý nghĩa địa chiến lược của Biển Đông đối với Trung Quốc không khác gì vùng biển tại Caribe, bao gồm vịnh Mexico đối với Mỹ của thế kỷ 19. Dự rằng Mỹ chỉ có thể bằng việc khống chế toàn bộ biển Caribe thì mới thống trị được Tây Bán Cầu và chi phối trật tự quyền lực ở Đông Bán Cầu nhờ kênh đảo Panama xuyên hai đại dương. Tương tự như thế, Trung Quốc nếu thống trị được Biển Đông thì mới có cơ hội trở thành bá chủ Tây Thái Bình Dương và vươn ra Ấn Độ Dương. Khi nói đến lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, người ta thấy nổi bật 4 khía cạnh đặc biệt quan trọng: khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên giao thông, an ninh quốc phòng, khía cạnh văn hóa lịch sử. Trên khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên, mục đích của Trung Quốc không có gì để nghi ngờ. Họ không muốn những chiếm tất cả các đảo và bãi đá trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà thậm chí có dã tâm chiếm luôn cả các khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của các nước theo Công ước về Luật Biển Quốc tế, trong khi các khu vực này cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, tới trên 1.200 cây số. Biển Đông được coi là một trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Trong phạm vi Biển Đông, các khu vực thềm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các vùng trũng Brunei, Sabah, Sarawak, Malay, Patani Thái, Nam Cung Sơn, Mekong, Sông Hồng, cửa sông Châu Giang. Bên dưới vùng ven biển và thềm lục địa Việt Nam tồn tại như bể trầm tích dầu khí, trong đó có hai bể trầm tích Cửu Long và Nam Cung Sơn. Được đánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất, điều kiện khai thác tương đối thuận lợi. Hơn nữa, bối cảnh quốc tế trước hết là bối cảnh địa lý và tương quan sức mạnh ở Đông Nam Á và Biển Đông quả thực là kích thích tham vọng địa lý của siêu cường dân số này. Nói theo lý thuyết quan hệ quốc tế hiện đại thì các nhân tố khách quan và chủ quan đã khiến cho Trung Quốc theo đuổi một thứ lợi ích quốc gia tuyệt đối bằng một sức mạnh cứng tuyệt đối.
trên khía cạnh giao thông, khi Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại số 1 thế giới thì cũng có nghĩa là sự ổn định cho phồn vinh về kinh tế và xã hội của Trung Quốc sẽ tùy thuộc vào những dòng chảy thương mại đều đặn nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước hết là nhập khẩu tài nguyên và xuất khẩu hàng hóa thành phẩm từ toàn bộ các khu vực khác nhau của thị trường thế giới. Vì thế, trong khi giao thương đường bộ của Trung Quốc với các quốc gia và châu lục khác gặp nhiều cản trở bởi địa hình và an ninh, đặc biệt là các tuyến giao thông Tây Nam để tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua các quốc gia Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, thì các tuyến hàng hải quốc tế ở bờ Tây Thái Bình Dương chủ yếu thông qua Biển Đông. Với các địa điểm như eo biển Malacca ở Nam Biển Đông và khu vực giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo hướng Bắc Nam nhằm kết nối Trung Quốc với thế giới là nhiệm vụ cốt tử. Hiện nay, Trung Quốc có 29 trên 39 tuyến đường hàng hải, khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông. Hơn nữa, với mưu đồ chốt chặn mặt tiền hướng ra Biển Đông của Việt Nam, Trung Quốc sẽ bắt các nước, trước hết là Việt Nam, lệ thuộc vào quyền đường phối của Trung Quốc. Ngay cả trong trường hợp nhiều đảo ở quần đảo Trường Sa vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Điều đó chẳng khác gì tình trạng bi đát của lãnh thổ Palestine với sự chia cắt và kiểm soát của Israel ở Trung Đông. Mặt khác, việc đoạt được chủ quyền trên Biển Đông theo hướng đường lưỡi bò cũng giúp cho Trung Quốc khống chế không phận trên Biển Đông. Theo đó, các đường bay quốc tế của các hãng hàng không trên thế giới đều phải xin phép chịu sự điều phối do nộp thuế cho Trung Quốc. Điều đó càng đặc biệt có ý nghĩa trong kỷ nguyên bùng nổ giao thông hàng không và du lịch ở Đông Á và Đông Nam Á thế kỷ 21. Cần lưu ý rằng, một khi Trung Quốc đã độc chiếm được Biển Đông, thì bất chấp chữ Trung Quốc tuyên bố cam kết duy trì tự do lưu thông trên Biển Đông nhằm đạt được sự đồng thuận quốc tế đối với mục đích của họ, Trung Quốc vẫn có thể ra lệnh cấm thông thường trên vùng Biển Đông bất kỳ lúc nào khi tình huống đòi hỏi bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và ngăn chặn lợi ích của nước khác. Trên khía cạnh quốc phòng, an ninh, lợi ích quân sự và an ninh bao giờ cũng gắn với lợi ích kinh tế, là công cụ để bảo vệ lợi ích kinh tế. Do đó, bản chất của mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là nhằm hai mục đích cốt lõi: ngăn chặn tự do đi lại trên biển của các chiến hạm nước ngoài, nhất là các đối thủ ngoài giới hạn 12 hải lý từ đường cơ sở. Nhờ thế, Trung Quốc có thể đẩy mối đe dọa an ninh từ biển ra xa bờ biển của Trung Quốc. Các tàu chiến và tàu do thám của Mỹ và các nước khác không có điều kiện tiếp cận bờ biển Trung Quốc được nữa. Vụ việc Trung Quốc cắt cáp tàu do thám Mỹ Impenetrable năm 2008 trong thềm lục địa Trung Quốc thể hiện rõ rệt mục đích này. Mở lối đi ra ngoài đại dương xanh lục hải cho hải quân Trung Quốc trong điều kiện biển Hoa Đông dưới sự kiểm soát của Mỹ cho đồng minh Nhật Bản, Đài Loan đã ngăn chặn đường vươn ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương của họ. Chỉ có thông qua Biển Đông ra được với đại dương xanh, như thế thì Trung Quốc mới có thể bằng chiến hạm ngầm hay nổi đưa ra mối đe dọa của họ tới gần nước Mỹ, Ấn Độ và các đối thủ tiềm tàng khác. Bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Chính quyền Mỹ xác nhận sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot. Washington cũng cho biết quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện cách sử dụng vũ khí ở một quốc gia thứ ba châu Âu. Ngày hôm qua, Nhà Trắng công bố bản ghi phiên hỏi đáp với giới truyền thông, được thực hiện trước đó một ngày trong hội nghị truyền hình dành cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington. Tham gia vào sự kiện này là một nhân viên Nhà Trắng giấu tên, được giới thiệu trong tài liệu đơn giản là một quan chức chính quyền cấp cao. Phát biểu với báo giới, vị quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới đáng kể gần 2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Trong số những loại vũ khí được cung cấp có một tổ hợp tên lửa Patriot mà quan chức này chỉ ra là một năng lực tác chiến mới rất quan trọng. Vị quan chức nói thêm, Mỹ sẽ huấn luyện lực lượng Ukraine phương thức vận hành hệ thống tên lửa Patriot ở một nước thứ ba. Quan chức này cũng nhấn mạnh, ngoài hệ thống vũ khí nói trên, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng sẽ tiếp tục cung cấp những thiết bị phòng không khác. Một số phương tiện truyền thông, trong đó có Associated Press, AP và BBC, trước đó đưa tin khóa huấn luyện có thể kéo dài vài tuần và dự kiến sẽ được thực hiện tại khu vực đào tạo Greifswald ở Đức. Thông tin về việc Mỹ đang lên kế hoạch chuyển giao Patriot cho Ukraine đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vào tuần trước. Kiev đã yêu cầu hệ thống phòng không đặc biệt này kể từ khi Nga tăng cường những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lưới điện và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine từ đầu tháng 10.
Trước đó vào tháng 3, quân đội Mỹ cho biết sẽ không cung cấp Patriot cho các quốc gia Đông Âu vì việc khai thác sử dụng sẽ yêu cầu một chương trình đào tạo đáng kể. Đồng thời, chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh giác rằng một động thái như vậy có thể dẫn đến sự leo thang khó lường. Bình luận về các bản tin tuyên bố Patriot cuối cùng có thể tìm đường đến Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhắm mục tiêu vào những hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp nếu vũ khí được triển khai ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova gọi khả năng chuyển giao Patriot cho Ukraine là một động thái khiêu khích khác của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng vũ khí sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường có thể xảy ra.